Summer Sài Gòn, kính chào cả nhà. Em tiếp tục test một cái đầu 57 ES ha, trước khi gửi đi Hà Nội. Thì hôm qua em có hướng dẫn nhà mình cái cách mà là lấy cái băng đát nếu mà bị kẹt ở trong đầu 59 ES ra. Thì đối với con 57 ES thì nó cũng tương tự ha. 57 ES nó cũng có cái dây cura và cái bánh răng ở đây ha. Mình cũng xoay ngược chiều kim đồng hồ, khi bị kẹt thì mình cũng xoay ngược chiều kim đồng hồ để lấy ra ha, và xoay theo chiều kim đồng hồ để cho cái cửa băng nó vào nha. Và đó là đối với con 57 ES ha. Hiện tại em đang test con 57 ES, test ghi và phát ha. Thì nó đang ghi đây ạ. Đây, ghi được 23 phút rồi ha. Ghi được 23 phút rồi. 57 ES màu vàng này em bán với giá 6 triệu rưỡi nha các bác. 6 triệu 500 ngàn nha. Thank you.
em sẽ trả băng lại ha, và phát mình sẽ trả khoảng chừng 5 phút thôi nha bác, khúc mà mình vừa mới ghi á. Rồi 5 phút ha, em phát lại đây. Thu phát hoàn hảo ha, và đầu thu phát ok ha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ thử cái chức năng mà nó giải mã ha, và mình xem thử là khi mà giải mã thì nó có quay đầu từ hay không. Để giải mã thì các bác chọn cổng ha, bấm nút rep ha, thì nó sẽ giải mã thôi các bác. Và đối với cái con này á, thì khi giải mã nó không cần băng và đầu từ nó không có quay nha bác. Đầu từ nó không quay ha. Trong quá trình giải mã đầu từ cho nó không quay, cho nên mình không sợ hại đầu từ nha. Rồi không sợ hết nha bác. Và kể cả là khi mà giải mã mình không có, nó cũng không có quay motor. Nó chỉ cho giải mã thôi, không có cơ, nó không hoạt động. Cho nên mình không sợ nha. Dạ rồi. À, đây là cái đầu mà em đã bán đi Hà Nội ha. 57ES em vẫn còn rất nhiều ha. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Nhấn like, nhấn subscribe, đăng ký kênh để mà và nhấn cái nút cái chuông để nhận những cái clip mới nhất của shop MD Sài Gòn.
Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.